Tình kính con xin dâng ngàn hương hoa, con xin dâng ngàn mây trong gió. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Thích Quảng Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa các quý vị Phật tử, ngày hôm nay là chúng ta một chùa tổ chức cầu siêu cho các quý vị gia tiên nội ngoại của tất cả các Phật tử và từ giờ tới giờ nghi thức cầu siêu thì chùa cũng được thông qua các quý Phật tử, các Phật tử chúng ta mở ra sơ trí. Các Phật tử chúng ta mở ra sơ trí và tất cả từ đầu tới cuối tất cả các Phật tử chúng ta đều đạt hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
thiện nghe tiếng quả báo ba pháp này là pháp tướng này thánh chẳng đồng quả báo đức đẹp là tâm quan thân tội tình vốn không thứ nhớ tâm tù nhỏ là từ lý ta với đức lòng sinh tử chưa biết nào giờ lại mọi như thế và đã không nhà tổ nhất trong thiên hạ thứ hai thân nghe sợ đã hạ tỏ vô thì thân cầu ý nghiệp từ còn nước với tội lỗi bởi nhân viên ấy ghen sau khi thế thầy và bảo thầy như bỏ thơ mọi tan dây vận qua lại như máy xe còn thêm dinh chẳng về thiên tâm khổ lúc đâu vẫn còn tuổi tuổi lời nàng bảo rằng trong sinh chẳng tổ tàng đồng bỏ thiên ta chính lô nên trong chính thân chẳng thầy là thấu chứa tâm hồ để kính nói nên ta muốn phân vật về thân vật tư là pháp thân ba thân này có vô lượng công gia lên như lai muốn được thân đó thì phải bắt tâm bồ để câu đơn nữa thiết chung chi đương là tha đình chứng và bảo tờ đã thanh tình và trò thành nếu chúng sinh trái phía thân mạnh tài sản thứ năm tờ ma thân mình đang là đối với thân cả chúng sinh mở lòng từ bi công thân thân hành và ngón voi ngựa thân bảo tu hành khổ hành ở nơi phía tây thật khó bao để vì vậy kinh nói là giữ đầu đội vai mang bỏ tổ chúng sinh và vui chính ra thứ bảy tâm quan quen đổi tình không thật Thank you.
người là A-tu-la cùng các cõi khác nghe Đức Phật dạy vui mừng tiếng nhận. Yeah.
trong cả lưu ly năm núi mang như bốn biển lớn trong xanh hào ba hóa Phật hình hồ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
ơi tỏa hoa trẻ bình chân phẩm trời đáng phúc trùng lâm bao nhiêu ma quỷ điểm sẵn cõi ngoài. Bay xin vẽ các ngôi tỏa hoa trẻ bình chân phẩm trời đáng phúc trùng lâm bao nhiêu ma quỷ điểm sẵn cõi ngoài. Thank you.
hai chương đột tăng cao ngự phi đi tầm đề toàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phàm mà lưu miếu định loại kẻ đánh ngư Phật đạo tam bảo đăng chúa. Đạo sư A Di Đà Phật phát đại chứng minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Bồ Tát phát đại chứng minh. Ngưỡng bái bạch thiên sư tôn đức. Hiện tiền thập phương chư tăng cùng các quý vị đạo tràng cũng như quý vị Phật tử thập phương xa gần cùng nhân dân bản thôn. Hôm nay trong bầu không khí của toàn thể toàn dân những người con Phật chúng ta, những ai được thị hiện trên cõi nhân gian này do nhờ tinh tra huyết mạch giả hợp thành hình, mùa này đối với những người con Phật chúng ta luôn luôn tưởng nhớ đến công đức sinh thành của những người đã mang nặng đẻ đau, hưu mang 9 tháng 10 ngày 3 năm bú mớm. Và trong những thời gian sinh thành ra những đứa con, để rồi một lúc nào đó con cái của mình đã trưởng thành trên bước đường, thì những người cha người mẹ đó đã bắt đầu chuẩn bị đi về với một cõi vĩnh hằng. Thế thì Phật giáo của chúng ta thì hiện tại cõi nhân gian này đem sự hạnh phúc và sự bình an đến cho con người, mà đặc biệt Đức Phật khơi dậy lên cho con người lòng hiếu của mỗi nhân cách con người, đặc biệt con người Việt của chúng ta, và cũng là một trong những thành tố để quyết định đến thế giới cũng như siêu vũ trụ. Thế hôm nay trên mảnh đất của làng Trung Quyên, nơi chùa Trung Hoa này, chúng ta lại cung đón được Chư Tôn Đức Tăng cùng các quý vị đạo tràng về để niêm hương bạch Phật, cầu nguyện lễ bái, để lấy công đức đó hồi hướng cho chữ ân tam hữu. Vì sao có cái buổi lễ này? Bởi vì chúng ta biết rằng cách đây hơn 2.000 năm, tại đất nước Ấn Độ đã có tôn giả Mục Kiền Liên. Người là một người thực thụ bằng da bằng thịt, với một cái tâm hồn của người con dâng trào cũng như toàn tâm toàn ý, dốc toàn thể sức lực cũng như sự tu trì của mình để báo đền công ơn dưỡng dục. Thế thì mùa tháng 7 này là mùa kỷ niệm cho những người con, luôn luôn gợi nhớ lên những tâm hồn của những người mẹ. Dù những người con đó có ngoan hay không ngoan, có đạo đức hay không đạo đức, nhưng người mẹ đó luôn luôn lấy cái lưng của mình, lấy thân của mình để che chở cho những đứa con thơ dại đó. Dù những đứa con đó 70 tuổi hay 80 tuổi, nhưng những bà mẹ 90 tuổi cho đến 100 tuổi vẫn luôn luôn lấy cái sức lực của mình, lấy thân thể của mình để che đậy cho những đứa con, dù những đứa con đó biết nghe lời hay không biết nghe lời. Thế thì Phật giáo được thị hiện tại cõi nhân gian này đã đem sự hạnh phúc đó, cho nên hôm nay chúng ta phải tưởng nhớ đến những công ơn sinh thành của bậc tổ đức cũng như những người cha người mẹ đã tạo nên cái bóc dáng hình hài này cho mỗi bậc một người con đã thị hiện tại nhân gian. Thế thì Đức Phật khơi dậy cái lòng tri ân và báo ân. Tức là tri ân là gì? Là
mình luôn luôn biết ơn với những người đã giúp mình trong cuộc sống, trong đường đời và trong những sự thăng trầm. Và báo ân là gì? Báo ân là chúng ta báo ân cái công đức sinh thành của cha mẹ của chúng ta, ông bà chúng ta. Đặc biệt Phật giáo của chúng ta là luôn luôn khơi dậy cái lòng hiếu để chúng ta, mỗi một người con có trách nhiệm. Nếu như cha mẹ chúng ta mà già yếu thì chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc, đỡ đần vào ra cơm cháo. Đó là cha mẹ ta. Ai nuôi thân này để trưởng thành ngày hôm nay, hiện thân ở chốn phủ nhận cái công đức đó, mà phải khơi dậy cái công đức đó lên. Nếu như thì người đó đã tự nhiên đã trở thành những kẻ bất hiếu, quay lưng lại với cha mẹ. Tạo đức cho con người và chỉ cho con người biết nơi nào chính là quê hương, nơi nào quê hương ta, đó chính là cha mẹ của ta. Thế thì chính quyền và đức của đại đức trụ trì chùa Trung Quyên được kiện rất là thành tâm để giúp đỡ cho cái công việc buổi lễ ngày tổ tiên của các quý vị và tổ tiên của chúng tôi là những người đã qua đời. Từ sinh sống cùng các chồng đôi, một nửa giữ cho mình để xin đi làm ăn buôn bán, và một nửa mẹ đã hứa với người con sẽ làm tất cả các việc đó. Thì người con cả Nam Bộ bắt đầu trở về đến cầu quê hương xứ sở của mình, và ngài cho gia nhân về trước để thăm vấn viếng mẹ mình. Sau khi nghe thấy con mình chuẩn bị về đến đầu làng rồi, thậm chí mà ăn quả chuối xong bước ra đường, những người ăn mày ăn xin đến nhặt ăn, và bà bắt gia nhân giật lại cái vỏ chuối đó và bước xuống dưới đất lấy chân di đi. Thì đấy chính là cái lòng tham lam bỏ rẻ, độc địa, ác độc trà, cũng là khai tăng và bá thí. Thì ông ấy không biết, ông ấy biết là đúng việc này la việc những bạn trai tiền vẫn còn bước, cứ đi một bước rồi ta lại lại bước. Thế có Phật thì ông lại ai? Thế thì ngài La Bốc mới nói: tôi lại đây là tôi lại ơn mẹ tôi đã vì tôi ở nhà thiết lập cỗ trai để cúng dường Phật tăng và bố thí cho những người nghèo khổ. Thế thì những người nhân dân đó người ta nói như vậy: ân đều tình cha đúng không?
mây tan hòa chân hôn cảnh đường thi tùng
thầy nghỉ để chữ cần trước thượng lâm cung hoa. Bye.
ngồi ở lắm vô hồn nơi thu cao nhờ vì dấu tương được phần là ô chân ngoan giờ ngũ nghịch hung hăng vừa ra mạnh tạng tiếc rằng là ô đi một mai về chốn ngắm ti tội bắt sớm hôm hãy đông xin không từ đại hoàn phong thân tay gió phần nế mong manh một đời khổ đau lắm cô hồn ơi về đây thù có lâu tìm thầy để học đạo màu từ bi dù gặp phải gian nguy hiểm trở vẫn một lòng quyết đi theo thầy chân không chưa ngộ lý hay tổ thường hai chữ
quý vị Phật tử tín đồ cùng toàn thể nhân dân, buổi lễ báo hiếu, báo ân, tri ân và báo ân tối hôm nay sẽ được hoàn tất. Xin cầu chúc cho chư vị chư sinh linh được chư sinh an lạc quốc và cầu nguyện cho nhân dân cùng các quý vị Phật tử. Trước tiên là chúng ta cầu cho quốc thái dân an. Thứ hai là chúng ta sẽ cầu cho các vong linh được chư sinh an lạc quốc, và thứ ba là cầu nguyện cho nhân dân và bà con có hạnh phúc an lành và an vui. Xin Pháp để giống ruồi nơi